bác nhá. Con này vừa mới về, càng vừa thổi bụi xong thì mở luôn nội thất, nên là quay nội thất trước con này cho các bác xem. Con V7X mới về tiếp các bác nhá. Con này thì nó quá hay rồi, khỏe mà hay. Còn cả cái lắp chụp này đấy. Hàng bao zin tuyệt đối cho các bác luôn. Với cấu hình của con này thì nó quá ổn áp luôn. 8 sỏ 4 tụ một nguồn. Nội thất là bao mới đẹp keng cho anh em luôn nhá. Bao mới và zin tuyệt đối, xin nhấn mạnh anh em điều đó. Giá vẫn như mọi khi là 4 triệu đồng. 193W điện 100V, trở kháng từ 4 ohm, cầu chữ U.